trời thấy ai bóc phốt bằng âm nhạc chưa. Lời tao cứ đẩy công việc bắt beat đã có nhạc đưa. Tao đơn giản chỉ nói chuyện cũng đủ ra flow. Đây không phải chửi, chỉ là nhắn nhủ đôi ba câu. Hôm nay tao bóc cái phốt của thằng Hải Vân, kể những việc nó làm trên internet đâu khác gì bãi phân. Kể cho group nó nghe về thằng thầy tụi bay đang thờ phụng. Kể tụi mày sự tích lấy thun một giá chỉ chờ ngày rộng. Thứ nhất là mấy cái clip của nó trên YouTube hướng dẫn rap đỉnh thì địch con mẹ của mấy thằng ngu sấp. Nó kiếm tiền từ đó chỉ thông qua tổng số lượt view, nên phải làm clip sầm lồ chứ nhạt nhẽo thì có được nhiêu. Thứ hai là thằng này đéo biết rap, bị deep cho sắp mặt lồn lên Facebook up mấy cái tốt, hoặc là làm clip nhận xét trình độ của đối thủ. Tao đã nói là nói cho xong, kiểu thằng đàn bà lại chối đủ. Thứ ba là sống lỗi ở khắp bốn phương, trên mạng sầm cặt ra đường bị đập đéo có chốn nương. Thích kiếm fame nên ngu si tỏ ra mình hiểu biết, rồi làm clip xin tha ngân nga như trong tiểu thuyết. Làm một bài rap như tao thì không khó, chỉ 30 phút là xong nhưng mà trình mày không có. Chất xám của mày hạn hẹp chỉ đủ để đặt cáp câu view, làm thêm vài clip sầm lồn chứ cần con cặt gì rap cao siêu ha. Xong bài này kiểu gì thì cũng đang tốt tiếp, thằng đàn bà mặt đầm cho đến suốt kiếp. Tao đại giá Quang Lâm một lần cho mày bái kiến, tư duy mày lệch lạc thì cả đời mày nằm trong cái giếng. Yeah, 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 nghe chưa mày?